Ký ức chiến tranh. Hội cựu quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Phần 2. Ký ức của người lính quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Tôi là lính quân tăng cường thủ đô. Tác giả: Tạ Quang Chính, thiếu tướng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 48. Và đúng vậy, trước khi khóa huấn luyện kết thúc cuối tháng 12, Sĩ Hùng và tôi được gọi về đội huấn luyện của Trung đoàn 59 tại xóm Đảnh, sát dốc Kẽm của huyện Kỳ Sơn để đào tạo làm tiểu đội trưởng huấn luyện. Thế là nguyện vọng sớm được đi chiến đấu của tôi bị trễ lại. Hôm chia tay tôi và Sĩ Hùng, anh em làm một bữa liên hoan bánh kẹo. Ai có gì thì bỏ ra hết. Quà lưu niệm, có gì thì tặng nấy. Sắp sang năm mới nên chúng tôi mỗi người được tặng một quyển lịch. Khi đi, anh em đang học chính trị trong lán hội trường giơ tay vẫy mãi, làm hai anh em tôi rơm rớm nước mắt. Sĩ Hùng và tôi được nhận giấy chứng nhận thanh niên tích cực trước khi đi. Sang đội huấn luyện đại đội 15 ở Đảnh, chúng tôi có hòm thư là 643116 GC13, mở ngoặc 4, đóng ngoặc. Số 4 ở trong ngoặc là số của trung đội tôi, trung đội 4, do anh Hướng làm trung đội trưởng. Mấy ngày đầu ở Đảnh, chúng tôi ở nhà dân vì doanh trại Đảnh còn mới làm. Chỉ có nhà của chỉ huy đội và nhà của trung đội 1, cũng gồm anh em nhập ngũ mùng 4 tháng 9 nhưng chưa tập trung về Đảnh từ mùng 7 tháng 11. Toàn tranh tre nứa lá thôi, nói là nhà cho oai. Tôi và Nguyễn Đình Hân, 57 Trần Quốc Toàn, Lê Sĩ Hùng được xếp vào nhà ông Mong, tên cậu con trai. Không có lễ kết nghĩa thề thốt, nhưng ba chúng tôi cũng như ba anh em. Tôi là anh cả, thứ hai đến Hân, và em út là Hùng, theo thứ tự ngày sinh. Trung đội 4 chúng tôi không hiểu thế nào mà có nhiều thầy giáo nhập ngũ thế, và ai cũng lớn tuổi hơn mình. Anh Quảng, Sơn, Phùng, Chu, Châu, vừa là thầy vừa là đàn anh, các anh rất nghiêm túc và chăm lo cho đàn em. Hàng ngày chúng tôi vào rừng chặt cây về làm lán. Lán trung đội 4 sẽ dựng ở trên đỉnh đồi, còn lán trung đội 1 ở gần chân đồi. Sau khi về doanh trại ở, chúng tôi bắt đầu học lý thuyết các khoa mục chính trị và cứu thương. Thao trường, sân bóng là các ruộng quanh doanh trại mà dân xóm Đảnh đã dành cho. Nhưng lúc đầu chúng tôi cũng chưa ra bên ngoài để tập. Phong trào thi đua trong đội huấn luyện thì trung đội 1 vẫn khá nhất. Trung đội 4 chúng tôi còn kém tiến bộ nên bị gọi là chăn mốc. Vì vậy chúng tôi lại ganh đua kiểu khác. Những môn thể thao thì chúng tôi quyết thắng trung đội 1 từ bóng đá, bóng bàn đến kéo co. Còn rõ ràng về kỷ luật giờ giấc, kết quả tập hành quân, lấy củi, lấy nứa, tăng gia sản xuất thì chúng tôi không thể so sánh với trung đội 1 được. Tết Nhâm Tý năm 1972, chúng tôi ở lại đơn vị đón Tết, được ăn tươi hai bữa, chiều 30 và trưa mùng 1. Nhưng đến mùng 3 Tết, các gia đình mới lên thăm nhiều, vui hơn Tết. Nhớ nhà nhưng cũng xác định. Cũng từ Tết năm ấy, tôi bắt đầu hút thuốc, cái thói quen mà tôi đã ghét nhất vì có phần học đòi cho có vẻ người lớn. Và vì tháng nào cũng được phát 4 bao thuốc lá, không Tam Đảo thì cũng Trường Sơn để đầu giường. Sau mấy hôm thấy thích và nghiện chẳng kém ai. Vào huấn luyện, chúng tôi tập cả ban ngày cũng như ban đêm, có đêm trời mưa, sấm chớp cũng tập. Vì cần phải tích lũy kinh nghiệm cho đánh ban đêm. Trong đêm mưa, chúng tôi đã tận dụng ánh chớp để dò đường hoặc phát hiện mục tiêu. Rồi chúng tôi cũng thường xuyên phải lao động, từ lấy củi, nứa đến tăng gia sản xuất. Khoản mang vác tôi cũng có tiến bộ vượt bậc. Từ lúc mới nhập ngũ, vác chỉ được 10 cây nứa đã khó và sưng hết cả vai. Đến lúc này, tôi đã vác được trên 40 cây.
Thậm chí có hôm, đơn vị khoán mỗi người 90kg nứa để về bán cho nhà máy giấy làm quỹ của đội. Tôi và sĩ Hùng bó luôn mỗi người một bó to, chắc đủ cân, vừa khiêng vừa kéo một lần về luôn. Có lẽ chưa có kinh nghiệm và làm cũng hơi ẩu. Cái lán của trung đội 4 chúng tôi mới được hơn 2 tháng đã có nguy cơ đổ sập. Chúng tôi phải tháo dỡ. Thế là phải nghỉ huấn luyện mấy ngày làm lại lán. Đến ngày 25 tháng 3, tôi được bố vào đơn vị xin phép cho đi cùng lên khu vực chuẩn bị xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Một ngày cùng bố và các chuyên gia, các nhà khoa học Liên Xô đi khảo sát, thật thú vị và bổ ích. Được gặp ông Bùi Văn Kín, bí thư tỉnh ủy, đến thăm và ăn cơm nhà ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tỉnh Hòa Bình. Hôm sau quay về đơn vị, tôi tham gia làm sân khấu chuẩn bị biểu diễn văn nghệ, chào mừng ngày thành lập đoàn. Xong sớm, chúng tôi rủ nhau đi đá bóng. Và trung đội 4 chúng tôi đã thắng trung đội 1 với tỷ số 6-4, trong đó tôi ghi được 3 bàn. Đội tôi có Thích Sồm và Quế Kèo, trông rất đầu gấu nhưng rất hiền, làm hậu vệ thì đội nào cũng khiếp. Tối hôm đó, tiết mục tốp ca của chúng tôi cũng tốt nên anh em chúng tôi bảo đúng là một ngày thật vui. Đa số anh em chúng tôi là học sinh mới tốt nghiệp phổ thông đi bộ đội, nên chưa yêu và chưa có người yêu, song cũng có bạn đã có người yêu. Vì vậy, chúng tôi rất tò mò và thích thú theo dõi những cặp ấy. Có lần Hát lên thăm Hân, vừa là bạn học vừa là người yêu. Hân rủ bạn lên đỉnh đồi phía sau ngồi chơi. Thế mà lúc đôi bạn ấy xuống đã bị anh em trêu: "Eo ơi, đẹp quá!" Đúng là cái câu mà Hát đã thốt lên khi leo lên đến đỉnh và nhìn ra xung quanh. Không hiểu có anh nào đã dình ở đó rồi. Đầu tháng 4, đoàn thể công cử đội bóng rổ lên đơn vị tôi để dạy môn bóng ném. Nhà tôi trước ở câu lạc bộ quân đội nên tôi cũng có quen các anh trong đoàn. Tôi gặp lại anh Nghiệp, Bút, Châu. Chúng tôi tập rất tiến bộ nhưng rất mệt. Và sân lại là đất ruộng mới san tạm nên còn mấp mô, dễ trẹo khớp chân cả thầy lẫn trò. Anh Bút bị trẹo chân phải về trước. Nhớ nhất là các anh ở các lán nhiều dẹp, nhiều anh mất ngủ và bị ngứa. Khoảng gần một tuần thì các anh lại về Hà Nội. Mấy hôm sau, chúng tôi tập hành quân leo núi rồi tập chạy vũ trang gần 2 giờ mỗi ngày. Lúc này, đội huấn luyện Đảnh lại nhận thêm một trung đội nữa mới nhập ngũ tháng 1 năm 1972. Trung đội này có Phạm Tuấn Phan, con chú Nguyễn Cơ Thạch. Hôm chú ấy lên thăm Phan, tôi cũng nhờ chú chuyển thư về cho bố mẹ tôi. Cuối tháng 4 năm 1972, tốt nghiệp khóa đào tạo tiểu đội trưởng, chúng tôi về Hà Nội nhận quân. Đúng sáng 27 tháng 4 năm 1972, chúng tôi chờ sẵn tân binh ở xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội, nơi bố mẹ tôi cùng cơ quan bộ đại học và trung học chuyên nghiệp sơ tán hồi máy bay B-52 đánh Hà Nội sau đó. Hồi hộp và lo vì lần đầu tiên mình làm cán bộ đầu binh cuối cán, tôi được giao làm tiểu đội trưởng của đại đội 53 tiểu đoàn 60, trung đoàn 59. Mới nhận lính, chưa biết hết mặt nhau, nên mấy cậu tiểu đội bên cạnh nhìn tôi tưởng là tiểu đội trưởng của mình thì thầm với nhau nhưng đủ cho tôi nghe được. Tiểu đội trưởng trông trọi con và hiền như cục đất thế này, tối bọn mình hội đồng cho một trận nhé. Tôi nghe và cười vì quả thật mình cũng chẳng hơn gì các cậu ấy, hơn chăng chỉ mấy tháng tuổi quân và cũng biết cậu ấy nói cho vui thôi. Nhưng cũng may, lính tiểu đội tôi hầu hết rất hiền. Phùng Tuấn Kiệt, Lý Thái Tổ, Hà Thanh Hải, Đinh Lễ, Thái Hà, Phố Huế, Phan Bá Linh, Bà Triệu. Chủ yếu là học sinh phổ thông. Ở Thượng Cát một tuần, sáng ngày 3 tháng 5 năm 1972, chúng tôi hành quân lên Hòa Bình. Đội hình hành quân trông rất đẹp vì cánh khung chúng tôi quần áo bạc trắng hết, cứ hơn chục người quần áo xanh lại một người quần áo trắng, rất đều.
chúng tôi lại thay đổi đường hành quân, từ Thượng Cát đi về Phùng và từ Phùng theo bờ đê chúng tôi lên Thạch Thất. Đi qua ngõ nhà anh Mai, họ nhà bà Tám, người giúp việc gia đình nhiều năm mà chúng tôi thân thiết như người trong nhà. Nhưng đang trên đường hành quân nên không rẽ vào được. Đi lắt léo như vậy, thế mà tối mùng 5 tháng 5 lên đến nơi thì sáng ngày mùng 6 tháng 5 đã có ba lính tiểu đội tôi chuồn về nhà chơi rồi. Mấy đứa cũng chỉ về vài ba ngày rồi quay lên ngay, và từ đấy không đứa nào trốn nữa. Là đại đội điểm của trung đoàn nên chúng tôi phải vào huấn luyện trước 2 ngày. Đơn vị mới thì hòm thư cũng mới, 643157 GC13. Công việc thì vất vả hơn nhiều mà bệnh tật lại quay lại, xoang viêm lại, gan lại sưng, nhưng không bỏ bê công việc được. Đại đội tôi phải có đến 80% chiến sĩ ít nhất đã trốn về nhà một lần, cũng chỉ về chơi một vài hôm rồi lên thôi. Có hôm giờ ngủ thì thấy màn vẫn mắc đầy đủ, nhưng sáng dậy không thấy gấp chăn màn, trong màn thì không có người. Có chiến sĩ vốn là thợ đạp xích lô, có 100 ngày huấn luyện thì trốn về tới 9 lần, mỗi lần cỡ 1 tuần, vị chi là hơn 60 ngày về Hà Nội, làm sao cầm súng chiến đấu được, buộc phải loại ngũ. Tiểu đội tôi phụ trách thì khá nhất, có 11 chiến sĩ, còn 7 chiến sĩ chưa bỏ về lần nào. Tôi rất yêu mến các chiến sĩ tiểu đội tôi, anh em đoàn kết và thương tiểu đội trưởng ốm yếu. Có hôm tôi bị ốm, anh em bỏ tiền mua gà và xin ít gạo nấu cháo cho tôi ăn. Những hôm tôi ốm, anh Hoàng, trung đội trưởng, sau làm ở ga Hà Nội, anh Dũng, trung đội phó ở Tứ Liên, trực tiếp quản lý tiểu đội tôi để tôi nghỉ ở nhà. Tôi mãi không quên những tình cảm này. Huấn luyện quân đã vất vả, nhưng huấn luyện quân thủ đô thì lại còn khó nữa. Nên tiểu đội trưởng như chúng tôi phải vừa cứng rắn vừa hoạt bát và vừa tình cảm nữa. Cuối tháng 5 năm 1972, đồng chí Trần Duy Hưng, chủ tịch thành phố Hà Nội lên thăm trung đoàn, cả đoàn làm phim và vô tuyến truyền hình lên quay chúng tôi hành quân. Lần đầu tiên làm diễn viên phim tài liệu, tôi đi đầu cầm lá cờ đoàn. Rồi sau đó một thời gian, nghe nói chủ tịch còn lên tiếp Tân Lạc gặp mặt anh em tiểu đoàn 62 và tiểu đoàn 64 trước lúc lên đường vào chiến trường. Có vẻ tình hình chiến trường cần gấp nên tốc độ huấn luyện được đẩy nhanh hơn. Sau hơn 1 tháng huấn luyện, chúng tôi lại được bồi dưỡng sức khỏe theo chế độ DB, gạo 24 kg, có nhiều thịt hơn, tăng cường thêm lương khô nữa. Kèm theo đó là tập hành quân dã ngoại liên miên. Có lần do leo dốc quá cao và mệt, một số chiến sĩ trong tiểu đội tôi tưởng không đi nổi nữa, định bỏ súng. Tôi phải động viên mấy anh em khỏe hơn, mang giúp các bạn yếu từng chặng. Bản thân tôi, ngoài ba lô nặng ruột tượng gạo, lại còn mang thêm khẩu PRK và một khẩu súng trường K63 nữa. Chúng tôi bắt đầu tập hành quân nhanh hơn. Có buổi sáng, chúng tôi hành quân lên tận Hợp Thịnh, gần trường lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, quãng 24 km, mất 4 tiếng rưỡi. Hôm sau về đi đường khác khoảng cách 18 km, chúng tôi chỉ đi mất hơn 3 tiếng một chút, đạt tốc độ hơn 5 km/h. Đúng vào hôm chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 1972, máy bay Mỹ bay qua chỗ chúng tôi và lao xuống trận địa của đoàn tên lửa sông Đà khá gần đấy, bắn tên lửa sơ rai. Chắc bộ đội tên lửa có kinh nghiệm nên đã đánh lừa được hướng tên lửa địch, và không ngờ nó lại rơi vào bãi tập của đơn vị cạnh chúng tôi, cũng của trung đoàn 59. Hai chiến sĩ đang làm hàng rào cho trận địa giả để diễn tập đã hy sinh. Căm thù giặc và không khí rèn luyện đang khẩn trương, tôi lại mơ đến thời điểm được hành quân vào chiến trường và mong rằng lần này không hụt nữa. Ngày 10 tháng 6 năm 1972, tôi viết thư về nhà cho bố mẹ. Trong thư có đoạn tôi viết: con có một mong muốn
được đi chiến đấu sớm ngày nào càng tốt. Vì vậy, nếu các bác có hỏi con có nguyện vọng gì thì bố mẹ cứ nói nguyện vọng của con. Nếu không được trực tiếp chiến đấu thì bố mẹ xin cho con đi cùng các bác ấy vào trong kia. Chứ ở đây thì con chẳng biết thế nào là chiến trường cả. Cứ mãi thế này thì chán lắm. Tôi lại nhận được thư của mấy anh em đại đội 29, tiểu đoàn 48 cũ gửi về. Thông báo được bổ sung vào sư đoàn 324, đánh nhau rất dũng cảm. Thấy chúng nó được như thế mà thèm. Sau đúng 100 ngày huấn luyện, chúng tôi hành quân về Hà Nội để giao quân. Chúng tôi hành quân về qua thị xã Hà Đông vào buổi đêm. Ánh sáng thì lờ mờ, nhưng bà con đứng bên đường rất đông. Chắc biết lính chúng tôi chủ yếu sinh năm 1954, nên bà con, nhất là chị em, dọc hàng quân cứ gọi "Hòa bình ơi, chiến thắng ơi!" Y như rằng trong hàng quân rào rào tiếng đáp lại "Ơi, đây!" Cả người gọi lẫn người đáp đều phát ra vu vơ, nhưng vui quá, cười râm ran. Về qua cầu Tó, gọi là cầu cho oai thôi, trông nhỏ bé và lắt lẻo lắm, thì trời đã sáng và đoàn chúng tôi gặp đoàn học viên trường Đại học Quân sự. Trong đó có bạn Nguyễn Chí Hùng cùng dân trường Chỗi với tôi hành quân ngược lại. Nhìn thấy nhau vẫy vẫy. Gần trưa chúng tôi mới đến thôn Siêu Quần, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đóng quân. Đến đây tôi mới biết chúng tôi sẽ giao quân cho một bộ khung cấp tiểu đội và tiểu đoàn để tăng cường cho chiến dịch ở Quảng Trị. Cấp trung và đại đội vẫn theo đơn vị. Thế là lại lỡ nguyện vọng và cũng chẳng làm gì kịp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.